Nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân, tôi muốn cùng Phương Lê đi nốt quãng đời còn lại. Nghệ sĩ cải lương Vũ Luân cho biết Hoa hậu Phương Lê là người anh đặt trọn trái tim, xem như hơi thở và muốn cùng cô đi nốt quãng đời còn lại. Tối ngày 3 tháng 8, Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017 Phương Lê và nghệ sĩ cải lương Vũ Luân tổ chức lễ đính hôn trên du thuyền ở thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện chỉ có khoảng 10 vị khách là những người thân thiết nhất với cặp sao. Trước khi trao nhẫn đính hôn cho Phương Lê, Vũ Luân tâm sự, anh và em quen biết nhau cũng hơn một năm rồi. Một năm qua xảy ra nhiều biến cố ảnh hưởng tới tên tuổi của cả hai chúng ta. Nhưng chính nhờ những điều như thế anh cảm nhận được em là người mà anh sẽ đặt trọn trái tim để cùng em đi suốt quãng đời còn lại. Vũ Luân cho biết anh từng trải qua vài mối tình dang dở, trong đó có hai lần định kết hôn nhưng không thành. Nhiều năm qua, nghệ sĩ sống độc thân. Vũ Luân nói nhờ đi hát ở đâu cũng được khán giả yêu thương nên anh vơi bớt nỗi buồn vì thiếu vắng người bên cạnh bầu bạn. Dù vậy, Vũ Luân thừa nhận những lúc về nhà ngủ tôi lại thấy cô đơn. Nam nghệ sĩ nói trước khi gặp Phương Lê, anh nghĩ trái tim mình lạnh giá lâu rồi, khó có thể yêu ai được nữa. Nhờ quen biết, hẹn hò với quý bà 7X, Vũ Luân cảm nhận con tim anh ấm áp trở lại. Em có đồng ý làm hơi thở của anh không? Vũ Luân hỏi Phương Lê trong buổi tiệc đính hôn. Khi Hoa hậu nói đồng ý, nghệ sĩ cải lương reo lên vui sướng rồi ôm chầm lấy cô. Phương Lê thổ lộ Vũ Luân là người đàn ông rất tử tế, chân thành. Chính điều đó ở nam nghệ sĩ đã thu hút Hoa hậu, khiến cô chủ động cưa đổ anh. Theo Phương Lê, Vũ Luân đã đến với cô đúng lúc, đúng thời điểm. Anh không phải người đàn ông đầu tiên nhưng chắc chắn sẽ là người đàn ông cuối cùng của em. Em rất cần anh trong cuộc đời này, Phương Lê nói với bạn trai. Sau lễ đính hôn, Phương Lê, Vũ Luân dự định đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới vào đầu năm 2025. Phương Lê sinh năm 1979, quê Trà Vinh, được biết đến khi đoạt Á hậu doanh nhân người Việt Thế giới 2016. Năm 2017, Phương Lê đăng quang Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới. Ngoài mở phòng khám nha khoa, kinh doanh bất động sản, khách sạn, resort, văn phòng cho thuê, Phương Lê còn là vlogger về ẩm thực. Cô có kênh YouTube riêng, thường xuyên thực hiện các video khoe tài nấu những món đặc sản miền Tây Nam Bộ. Về đời tư, Phương Lê từng đổ vỡ hôn nhân năm 2022, hiện là mẹ đơn thân, có 3 con gái. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân tên thật là Lương Văn Bình. Sinh năm 1972. Năm 1992, anh tham gia nhóm đồng ấu Bạch Long, được nghệ sĩ Bạch Long đặt cho nghệ danh Vũ Luân vì thấy anh có nhiều nét giống Vũ Linh. Sau khi đi hát và nổi tiếng, năm 2002, Vũ Luân lập đoàn xã hội hóa lấy tên mình, chuyên diễn các vở tuồng cổ. Năm 2007, anh đoạt giải diễn viên xuất sắc Trần Hữu Trang lần 10. Năm 2015, anh được trao danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.